Phương Oanh khoe nhan sắc mẹ bầu ở những tháng cuối thai kỳ, thần thái đỉnh cao không thua kém thời độc thân. Dân tình thi nhau vào xin vía có tin vui, nhiều năng lượng tích cực khi mang thai. Bầu bì nặng nề vẫn khỏe khoắn năng động, đi chợ nấu ăn, cân hết mọi món từ Âu đến Á. Yêu à, sao về tới nhà chưa? Con nghe tên ngọt chạy yêu rồi. Tóc sườn cây tê nồng nàn Thái Lan, cực dễ làm với bếp nàng ỉn cả nhà ơi. Hôm nay anh học làm món Âu mới là salad củ dền cá hồi và xúc tôm bí đỏ kem tươi. Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc cô nàng thải dáng cực kỳ sành điệu, rạng rỡ. Phương Oanh chú thích bế hai em của mẹ đi thả dáng. Đặc biệt, dù đang ở những tháng cuối của thai kỳ nhưng nữ diễn viên vẫn cho thấy cô sở hữu ngoại hình không mấy khác biệt so với trước đây. Trong video, Phương Oanh diện đầm ngắn màu be ôm sát người, mang giày bốt kết hợp với áo choàng lông sành điệu. Nữ diễn viên để thả tóc thẳng sang trọng, kết hợp với lối trang điểm tông cam rạng rỡ. Ở một vài góc quay, diễn viên Quỳnh búp bê để áo khoác ngoài che vòng hai để lộ ngoại hình gọn gàng, thon thả khiến cộng đồng mạng được phen lú lẫn. Nhiều người để lại bình luận trầm trồ, cho biết họ nhầm lẫn đây là video cũ bởi nhan sắc rạng ngời của nữ diễn viên trông không có nhiều sự khác biệt so với trước đây. Thậm chí nữ diễn viên còn nhận được lời khen thần thái xuất sắc, đỉnh cao từ cộng đồng mạng. Thông thường, những mẹ bầu sẽ gặp phải nhiều sự ảnh hưởng, thay đổi về hormone dẫn đến sự khác biệt về ngoại hình trong thai kỳ. Tuy nhiên, đối với Phương Oanh, trừ việc vòng hai to lên, cô nàng vẫn giữ được ngoại hình rạng rỡ khiến nhiều người trầm trồ không ngớt. Nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi, đồng thời xin vía bầu bì tích cực từ nữ diễn viên. Bầu đôi mà trông bà như không bầu ý bụng nhô lên chút, còn mặt mũi tay chân vẫn xinh, bộ này bà che bụng cái là như cô gái còn son luôn. Xinh quá chị bầu ơi, em xin vía bầu song sinh khỏe mạnh như chị với ạ. Nhân dịp này, mẹ bầu cũng đã có dịp trải lòng về quá trình mang thai với các khán giả yêu mến cô. Phương Oanh chia sẻ thật ra cô nàng vẫn giống như mọi người, gặp phải các vấn đề trong quá trình bầu bì. Nhưng nữ diễn viên cố gắng giữ tinh thần tích cực và vận động nhẹ nhàng tùy từng giai đoạn để không gặp phải nhiều áp lực. Mẹ con cháu cảm ơn cả nhà ạ, xin được tặng vía bầu bì tích cực, nhiều năng lượng cho các nàng dự định sinh sắp tới nè. Thật ra Oanh cũng gặp tất cả những vấn đề của việc bầu bí đó. Nhưng phải sốc lại tinh thần ngay và làm từng việc một phù hợp với từng giai đoạn trong khả năng của mình để bản thân không bị áp lực với việc bầu bì làm thay đổi mọi thứ của mình nè. Kể từ ngày về chung nhà với Sắc Bình, Phương Oanh tạm gác lại công việc và dành trọn thời gian để dưỡng thai, chăm sóc gia đình. Đồng thời, cô nàng trổ tài vợ đảm, thường xuyên vào bếp nấu nướng, chăm sóc bữa ăn cho ông xã. Phương Oanh cũng chăm chỉ chia sẻ các video nấu ăn, chăm sóc nhà cửa cho các khán giả yêu mến cô. Series cơm nhà ỉn của Phương Oanh cũng trở thành đề tài nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình không khỏi cảm thán trước sự đảm đang, khéo léo của nữ diễn viên hương vị tình thân. Ở mỗi video đăng tải là cô nàng lại chiêu đãi một món ăn mới từ nhiều vùng miền khác nhau, cân hết mọi loại món ăn, đa dạng từ Âu sang Á và cách chế biến cũng cầu kỳ chẳng kém. Đặc biệt, có lần Phương Oanh còn tỉ mỉ chế biến món gỏi tiếng vua mất đến 4 tiếng đồng hồ để chiêu đãi ông xã Sắc Bình. Cực khổ là vậy nhưng nữ diễn viên vẫn rất hoan hỷ, hạnh phúc vì được vào bếp tự tay chăm sóc những người thân yêu. Trong loạt video, ông xã Sắc Bình cũng thường xuyên góp mặt. Anh thoải mái tương tác và thích thú, thể hiện tinh thần khuyến khích, ủng hộ khi luôn ngợi khen, tán thưởng những món ăn do Phương Oanh chế biến. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!